kẻ trộm mộ. Chương 3, gặp nguy hiểm trong hang động. Hang động này nằm ngay bên cạnh một vách núi dựng đứng, so với dã khe núi thì cao hơn khoảng một tầm nhà. Trước hang mọc một hàng cỏ dại rất cao che quất quá nửa cửa hang, nên nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Từ dưới đáy khe núi tới cửa hang động có một dãy cầu thang chừng mười mấy bậc, bên trên được lát đá qua loa, có thể thấy hang động này ắt hẳn là có người ở, hoặc không thì cũng từng có người ở. Ba chúng tôi đi theo cầu thang lên trên rồi dừng lại trước cửa hang, Thấy trong hang cực kỳ tối tăm, không thể nhìn rõ được thứ gì. Tôn Kim Nguyên hỏi thử mấy tiếng theo phép lịch sự, chờ một hồi lâu vẫn không thấy có ai trả lời. Chắc hẳn nơi này đã không còn người nữa. Thế là chúng tôi yên tâm đi vào trong. Cái hang này khá rộng, bên cạnh bức tường phía bên trái có một vòng tròn chất bằng đá. Bên trong đặt một ít cành khô và lá mục, còn có một chiếc chăn bị hở bông tơi tả. Hiển nhiên đây chính là giường ngủ của chủ nhân hang động này. Nơi đầu giường có đặt một chiếc giường gỗ không nắp đậy. Trong giường đựng toàn các công cụ như đinh, búa, xẻng, dây thừng. Chỗ bên phải cửa hang có một cái bếp đơn giản được xây bằng đá. Phía dưới có hai thanh sắt làm trụ trống, Bên trên treo một chiếc hũ gốm màu đen. Bên trong hãy còn nửa hũ nước. Nhìn nước trong hũ và lớp cho tàn bên dưới bếp lò thì có thể đoán được là chủ nhân của hang động đã rời khỏi nơi này một thời gian khá dài rồi. Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô. Sau đó cười ha hả ôm tới bên bếp lò vui vẻ nói, đây có lẽ là thứ tốt nhất mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta. Dứt lời liền lấy bật lửa từ trong ba lô ra và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bật bùng bốc lên, tôi lập tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được tắm trong một thứ cảm giác ấm áp. Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên, cậu đúng là sáng suốt đấy, sao lại nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy? Đây là công cụ thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã mà. Tôn Kim Nguyên không chút ngại ngần đón nhận lời khen ngợi của tôi tớ còn có một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới nữa cơ. Ánh sáng tỏa ra từ đống lửa làm hang động trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhưng đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể thấy điểm tận cùng. Có trời mới biết cái hang này sâu đến chừng nào, có điều chúng tôi cũng không quá quan tâm tới điều này. Trong lòng chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi đây, nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người. Mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Đêm nay chúng tôi đành nghỉ lại trong cái hang này vậy. Lúc này, quần áo trên người chúng tôi đã được hong khô. Sau khi ăn chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục. Trong khi rảnh rang không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hàng. Đột nhiên, tôi phát hiện trên một tảng đá khá bằng phẳng có người dùng những đường nét đơn giản và vụng về để khắc ra thứ gì đó. Bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Giao cùng qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là bản đồ địa hình của Đại Hạp Cấp. Nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh dấu một vị trí nào đó trong Đại Hạp Cấp một số thì rộng giữa, một số lại được đánh dấu X, chẳng rõ là có dụng ý gì. Tất nhiên, chúng tôi không mấy quan tâm tới những vòng tròn đó, chỉ muốn nhìn xem bên trên có ghi chép gì về lối ra hay không thôi. Rất tiếc, dù đã tìm kiếm cẩn thận trên từng nhánh rẽ của đại hạp cốc trên bản đồ nhưng chúng tôi vẫn chẳng nhìn thấy ký hiệu nào có vẻ ám chỉ về lối ra. Điều này không khỏi làm chúng tôi có chút thất vọng. Rồi chúng tôi lại tìm kiếm ở các ngóc ngách khác thêm một lát nữa nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa bèn chuẩn bị đi ngủ chúng tôi cải tạo lại chiếc giường một chút, làm cho nó rộng hơn. Sau đó, tôi và tôn kim nguyên nằm phía ngoài, để vương tiên giao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ. Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh. Tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình trèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới chiếc thuyền con của tôi lập tức nhấp nhô theo từng đợt sóng cuối cùng lật úp trên mặt biển đe tôi xuống phía dưới tôi không thể thở được bị uống rất nhiều nước biển nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài được cuối cùng không thể chịu nổi nữa liền bừng tỉnh dậy không đúng tôi đã mở mắt ra rồi cơ mà tại sao vẫn không thể thở được thế này hơn nữa rõ ràng có một đôi tay chắc khỏe đang bóp chặt cổ tôi là ai tôi muốn kêu nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng Ben cố gắng gỡ đôi tay kia ra, nhưng đối phương thật sự quá khỏe. Dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được. Lúc này, đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn một vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ. Nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xóa đầy đầu đang đè trên người tôi. Cặp mắt của nó rất to, cứ như sắp rơi ra khỏi trong đến nơi. Mái tóc dài xoa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngưng ấy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp phải Mao Nhân. Rồi, Mao Nhân nghĩa là người lông. Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được để tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa thì sẽ có khả năng biến thành Mao Nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày. Răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra, nhưng nếu muốn thật sự hoạt động được thì phải chờ thêm mươi 49 ngày nữa, khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến cổ móng tay dài hơn một tấc lông lá móc rậm rạp khắp cơ thể hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng xét kỹ ra mao nhân cũng là một loại cương thi rất mạnh gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết cương thi nghĩa đen là xác chết cứng được biết đến như là xác chết biết đi trong văn hóa dân gian trung quốc gần giống với zombie ở phương tây nhưng mang nhiều yếu tố tâm linh hơn thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là mao nhân rồi tôi bấy giờ mười phần sợ hãi vừa muốn gọi tôn kim nguyên dậy nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi đối phương càng lúc càng siết chặt thấy mình sắp cạn hơi đến nơi tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng đưa chân đạp mạnh một cái về phía tôn kim nguyên sau đó thì liền ngất lịm đến khi tôi tỉnh dậy thì trong hang đã lại sáng bừng ánh lửa tôn kim nguyên ngồi bên đóng lửa lẳng lặng rời nhìn vương tiên giao đang nằm trên mặt đất tôi đưa tay khẽ dây cái cổ vẫn còn âm ỉ đau đồng thời cất tiếng hỏi vừa rồi có phải là ma nhân không vậy Sao vương tiên giao cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp, làm gì có mau nhân đâu, vừa rồi là tiên giao bóp cổ cậu đấy. Vậy vết thương trên đầu cô ấy là sao vậy? Nhìn vương tiên giao nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa. Là tớ đánh đấy, Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ, nói. Tôi nghe thấy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi, tại sao chứ? Tôn Kim Nguyên nói, Tớ đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc con quái vật nào đó định làm hại cậu. Trong cơn nôn nóng liền với một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó liền đổ gục xuống luôn. Khi tớ đánh bật lửa lên rồi soi tới mới phát hiện người nằm ngất trên mặt đất chính là Tiên Dao, còn cậu lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tiên Dao lại hại cậu? Tôi nói, tớ cũng không rõ nữa chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy khó thở khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ có điều theo tớ thấy thì đây dường như không phải chủ ý của cô ấy cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu nhìn chẳng còn giống một con người nữa tớ nghĩ là cô ấy bị chúng ta mất rồi vương tiên giao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống vết thương trên chắn đã được tôn kim nguyên dùng vải gạc cầm máu cô nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng xong bất kể chúng tôi lay thế nào cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy tôi nhẹ nhàng đỡ đầu vương tiên dao lên muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh giá nữa có điều vừa chạm tay vào gáy vương tiên dao tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường thế là vội kêu tôn kim nguyên lật người cô nàng lại chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy vương tiên dao đầu của nó đã chui vào sâu trong thịt bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn một ngón tay cái đuôi thì giống như đuôi chim én tách ra làm hai nửa, thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây ra, bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng như thế này, đã thế nó còn đang chui vào trong người Vương Tiên Giao nữa chứ, để Vương Tiên Giao không phải chịu khổ thêm, tôi vội đưa tay tới định kéo nó ra ngoài. Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại, không thể trực tiếp rút ra được, như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong càng an toàn thế là sẽ dốc sức chui vào sâu hơn nữa lỡ như để nó vào sâu trong thịt thì phiền phức to mà cho dù nó không chui vào được chẳng may kéo đứt người nó ra thì cũng không hay dứt lời cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh lên liên tiếp đập bột bột vào người con côn trùng đó làm cho nó choáng váng đầu óc con côn trùng đó bị đau bèn nhả miệng ra từ từ trở ra bên ngoài sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn nhưng lại bị tôn kim nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy kẻ trộm mộ Chương 4, ác đấu cương thi. Trên gáy Vương Tiên Dao, máu tươi không ngừng tuôn ra từ chỗ bị con côn trùng lạ kia chui vào. Tôn Kim Nguyên vội vàng lấy vải gạc và thuốc cầm máu trong ba lô ra, băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận, sau đó đặt cô nàng nằm lên giường, hy vọng cô nàng sớm tỉnh lại. Chúng tôi lại nhìn con côn trùng kia, thấy tính cả râu và đuôi thì nó dài chừng 10 cm, phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén, toàn thân bóng loáng, cái bụng căng tròn nhô hẳn ra, có lẽ là vì đã uống no máu của vương tiên giao đuôi của nó vểnh hẳn lên cùng với cái bụng vừa hay tạo thành một hình vòng cung hai nửa đuôi tượng như chiếc kéo cắt loẹt xoẹt không ngừng dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích tôi càng nhìn lại càng căm hận bèn nhặt một viên đá rồi đập thẳng xuống người nó khiến nó nát bét cả ra thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào ngôi ngoai cơn giận tôi hỏi tôn kim nguyên cậu có biết đây là loại côn trùng gì không tớ thấy nó hơi quen mắt ở quê chúng ta cũng có loại côn trùng như thế này Chúng ta gọi nó là nhĩ giáp tử trùng. Tôn Kim Nguyên trả lời, không lâu trước đây, tớ có đọc được một bài giới thiệu về loài côn trùng này trong cuốn Bách khoa khoa học. Theo bài viết đó, nó có tên là Cù Sưu, tên khoa học là Forficula auricularia, còn tên thông tục là Sâu Kéo. Ở các nước Tây Âu, nó được coi là kẻ trung đường với người sói và ma cà rồng. Theo truyền thuyết, những con Cù Sưu sắp sinh nở sẽ dùng càng để bám chặt vào cơ thể người. Chờ dịp đêm khuya, khi người ta đang ngủ thì sẽ chui vào lỗ tai họ sau đó thì chui sâu vào trong não. Forficula auricularia, một loài côn trùng ăn tạp, thường sống ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Có điều, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, vì cù siêu sẽ cắt đứt các sợi dây thần kinh não của ký chủ, khiến ký chủ đáng thương không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp tạo ra. Trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ đẻ ra mấy nghìn quả trứng, chỉ mấy ngày sau. Số trứng này sẽ nở thành con non và bắt đầu dùng các tổ chức trong não ký chủ làm thức ăn. Lúc này, ký chủ rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, cuối cùng sẽ chết trong sự sợ hãi tột độ. Vì nguyên nhân này, tên tiếng Anh của nó có ý nghĩa là loài động vật trong tai. Ngoài ra, nó thích sống ở những nơi âm u, ẩm ướt, chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm mà thôi. Ký chủ, hay còn gọi là vật chủ, là những sinh vật bị ký sinh, tức là bị ký sinh chung chiếm sinh chất. Trong quan hệ này, vật chủ là đối tượng bị thiệt hại. Nghe Tôn Kim Nguyên nói xong, tôi bất giác cảm thấy trong đầu mình dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Đôi tai thì ngứa ngáy như thể có còn gì đang bò bên trong, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, con cù sưu này có thể dài và to đến như thế đúng là một chuyện lạ, nhưng cũng may là nó có kích thước quá lớn nên mới không thể chui vào tai tiên giao, đành chọn nơi gần với tủy xương nhất là gáy để ra tay, định chui vào não của cô ấy từ đó. Vậy biểu hiện dị thường của tiên giao vừa rồi có phải là do bị cù sưu xâm nhập vào tủy xương không? Phải chăng khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loại nên mới làm một việc nằm ngoài sự khống chế của não bộ như thế? Tớ nghĩ đúng là như vậy đấy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi, mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại, Tôn Kim Nguyên lo lắng nói. Tôi nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn là nửa đêm, còn lâu trời mới sáng, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ tiếp, đành ngồi bên đống lửa chờ trời sáng. Sự chờ đợi dài đằng đẵng quả thực khiến người ta vô cùng đau khổ. Đặc biệt là chúng tôi bây giờ còn vì căng thẳng mà không dám nói gì. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, tôi thật sự rất buồn ngủ, cứ gật gà gật cù rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy phía sâu bên trong hàng động vang lên những tiếng buộc, buộc, buộc như thể có người đang bước đi, hơn nữa mỗi bước đều rất chậm rãi và nặng nề. Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Kim Nguyên, thấy cậu ta cũng đã phát giác ra sự lạ thường này, đang nghiêng đầu lắng nghe, bàn tay chẳng rõ đã cầm một thanh củi lên từ lúc nào. Thấy tôi đưa mắt nhìn tới, cậu ta vội đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo tôi hãy im lặng, âm thanh ấy càng lúc càng tới gần. Tim tôi đã dẫn nhảy lên tới tận cổ họng, thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Tôi học theo tôn kim nguyên, cũng rút một thanh củi từ trong đống lửa, ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía sâu bên trong hang động, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó xuất hiện rồi, phía trong hang động loáng thoáng có một bóng người cao lớn đang lờ đờ bước đi vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa đi tới chỗ giao nhau giữa vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại bộ dạng thực là vô cùng quỷ dị tôn kim nguyên đùn củi vào đóng lửa thêm một chút ngọn lửa tức thì bừng lên rực rỡ ánh sáng cũng lan ra rộng hơn trong hang động nào ngờ người kia vừa thấy ánh lửa bùng lên thì lập tức lùi về phía sau mấy bước rơi khỏi phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu tới trong quá trình này tôi lập tức nhìn ra có sự lạ thường vì khi lùi lại hắn ta chẳng thể cong chân, chỉ phát lực vào chân rồi cứ thế nhảy giật lùi về phía sau, thực không giống người bình thường chút nào, chẳng lẽ hắn ta không phải là người. Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi, còn nhớ trước đây tôi từng xem một bộ phim có tên là Cương Thi Tiên Sinh, đám cương thi trong phim chính vì thân thể đã trở nên cứng đơ nên không có cách nào cong chân lại được, lối di chuyến cũng giống hệt như thế này, không lẽ người này chính là một con cương thi, cương thi tiên sinh tên gốc là Mr. Vampire là bộ phim mở đầu cho dạng phim cung phu cương thi cảo Hồng Kông, được khởi quay và công chiếu vào năm 1965. Tôi đưa mắt liếc qua phía Tôn Kim Nguyên, lúc ở trong trường, cậu ta rất có hứng thú với những thứ như yêu ma quỷ quái và cương thi, thường mượn các cuốn sách loại này ở thư viện trường về đọc, vì việc này mà chúng tôi từng không ít lần trêu chọc cậu ta. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi, chắc hẳn cậu ta đã đoán ra nối nghi hoặc của tôi, cái gật đầu này chính là một câu trả lời khẳng định. Không biết thì còn đỡ, bây giờ đã xác định được quái nhân trước mắt mình là một cương thi có thể đi lại được. Cảm giác sợ hãi tức thì làn ra khắp toàn thân tôi. Vừa nãy, tôi mới chỉ treo trái tim lên cổ họng. Bây giờ thì đã sợ đến nỗi hồn phách bay lên chín tầng trời rồi. Thanh củi vẫn lập loè ánh lửa trong tay cũng vì thế mà rung lên không ngất. Trong lòng chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy thật xa. Có điều, cơn mưa rào bên ngoài hang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Dù có tám lá gan tôi cũng chẳng dám chạy ra ngoài một mình. Huống chi trong hang bây giờ còn có Vương Tiên Giao đang hôn mê bất tỉnh và Tôn Kim Nguyên đang sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng của chúng tôi bây giờ thực là phía trước có sói phía sau có hổ, tiến lên hay lui lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phập phồng lo sợ, con cương thi kia cứ đứng yên một chỗ như cây cột điện, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói, không hay rồi, nó đang chờ lửa tắt, tớ đã cho tất cả củi vào trong đống lửa. Một khi lửa tắt là nơi này sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi đó, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu. Muốn đối phó với nó sẽ càng khó khăn hơn. Vậy phải làm sao đây? Hai chúng tôi liệu có địch lại nó không? Tôn Kim Nguyên nói, tớ không rõ nữa, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác. Bên ngoài trời tối đen như mức, đường còn trơn trượt do mưa. Sơ sẩy một chút để ngã xuống khe núi thì dù không chết cũng thành tàn phế, mà chúng ta còn phải cõng theo tiên giao nữa, vì thế càng không thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ có cách là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó, hoặc phải đánh đuổi nó đi. Như thế dù gì cũng tốt hơn là ở trong tình trạng bị động thế này. Dứt lời, cậu ta liền rút từ trong đống lửa ra một thanh củi đang cháy dở khác, đi thẳng về phía cương thi. Tôi cũng lập tức theo sau, thấy hai chúng tôi tiến tới. Cương thì lùi về phía sau hai bước nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm nên không thèm lùi thêm nữa. Đi tới gần rồi, tôi dần nhìn rõ bộ dạng của cương thi, thấy nó chỉ mặc duy nhật một chiếc quần cũ nát, thân trên đề trần, dưới chân cũng không có giày dép gì cả, lớp da toàn thân đều có màu đỏ tía, giống như vừa bò ra từ trong một cái an thuốc nhuộm, trên người thị thoảng còn nhỏ xuống một thứ dịch thể chẳng rõ là gì, nhìn cực kỳ ghê tởm, nhìn mặt mũi của con cương thi này, chắc trước đây nó là nam giới, mái tóc hơi cong cong dài quá cổ, quần mắt đen thui tựa một con gấu trúc, sống mũi thì xẹp hẳn xuống, bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan vào nhau, mỗi chiếc đều dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra ngoài, cái miệng thì liên tục chóp chép nó như một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới xé xác chúng tôi. Hai tay nó được đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa, thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng, tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi. Cương thi không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu, vừa thấy chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên, nó nhảy một mạch nằm, sáu bước liền. Khi tôi còn chưa kịp làm rõ tình hình thì đã thấy nó xuất hiện ở ngay trước mặt, cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh ngắt bay ra tôn kim nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay trái lên chắn trước mặt mình tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt nó cương thi thoạt nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh lập tức nhảy qua bên phải dễ dàng tránh được thanh củi trong tay tôn kim nguyên sau đó lại lao thẳng về phía tôi vốn đang đứng ngay cạnh đó thấy 10 ngón tay của cương thi đã tới gần tôi vội lùi về phía sau nửa bước vung thanh củi trong tay lên chống đỡ cương thi sợ lửa liền xoay người qua phía tôn kim nguyên hai bàn tay đồng thời chụp thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy Cương Thi đã chụp tới nơi mà bản thân lại không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất. Thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về phía Cương Thi, Cương Thi cả kinh, vội nhảy lùi về phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bỏ dậy đứng ngay cạnh tôi, nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì rất nhanh. Cương Thi chẳng dừng lại chút nào, lập tức nhảy về phía trước, sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi. Kế đó, Hai cánh tay nó cùng đánh tới, chúng tôi biết cương thi sợ lửa, liền đông loạt đâm cả ba thanh củi về phía nó, thầm nghĩ lần này mày chắc chắn không tránh được nữa, ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi, thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt nó. Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một thanh củi vẫn cháy, cương thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được lại nhân tiện đánh rơi luôn thanh củi trong tay tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay trai Tôn Kim Nguyên đánh ra bị trệ. Theo quán tính, Tôn Kim Nguyên bước lên trước một bước lớn, vừa hay va vào, vào người Cương Thi, lập tức bị Cương Thi dùng cánh tay kẹp lấy, không thể động đậy được nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ, tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu, cứ thế đứng đờ ra, buông tay chịu trói. Cương Thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi, lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi. Những móng tay dài và nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn. Bởi lúc này, cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc tôi. Cương thi càng lúc càng bóp chặt. Tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn mình đang từ từ bay ra ngoài thân thể. Đầu óc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này, Diêm Vương thực sự đã gọi tên mình. Chỉ biết mở to hai mắt nhìn thế giới mà mình sắp phải rời xa lần cuối. Trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Kẻ trộm mộ Chương 5, cụ sư quái dị. Đột nhiên, cương thi buông lỏng tay ra, thả cho tôi ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được hít thở trở lại thực sự quá tuyệt vời. Rồi sau đó chỉ nghe bột một tiếng, tôn kim nguyên cũng được thả xuống đất. Tôi ngước mắt lên nhìn cương thi, thấy nó lúc này đứng im một chỗ, không ngừng run rẩy, Tay và chân dần dần cong lại, cuối cùng đứng không vững, đổ gục xuống đất. Cứu tình tới rồi ư, tôi hết nhìn trái rồi lại ngó phải, hết nhìn trước rồi lại ngó sau. Nhưng ngoài chúng tôi ra, ở đây rõ ràng không có ai khác thấy tôn kim nguyên đang gắng gượng bò dậy tôi cố nhịn cơn đau nơi cổ cất tiếng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy lẽ nào cương thi cũng cần phải thay pin ư tôn kim nguyên cười gượng nói gì mà thay pin chứ là cái này dứt lời cậu ta bèn đưa tay ra ngón cái và ngón trỏ đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê giống hệt con đã chui vào trong gáy vương tiên giao hồi nãy hai tay nó được đưa ngang ra phía trước móng tay dài hơn một tấc phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa Thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng, tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi. Cương thi không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu, vừa thấy chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên, nó nhảy một mạch nằm, sáu bước liền. Khi tôi còn chưa kịp làm rõ tình hình thì đã thấy nó xuất hiện ở ngay trước mặt, cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh ngắt bay ra. Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy rở trong tay trái lên chắn trước mặt mình, tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt nó. Cương Thi thoạt nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh, lập tức nhảy qua bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay Tôn Kim Nguyên, sau đó lại lao thẳng về phía tôi vốn đang đứng ngay cạnh đó, thấy 10 ngón tay của Cương Thi đã tới gần, tôi vội lùi về phía sau nửa bước, vung thanh củi trong tay lên chống đỡ. Cương Thi sợ lửa, liền xoay người qua phía Tôn Kim Nguyên, hai bàn tay đồng thời chụp thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy Cương Thi đã chụp tới nơi mà bản thân lại không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về phía cương thi cương thi cả kinh vội nhảy lùi về phía sau một bước tôn kim nguyên nhắm chuẩn thời cơ lăn trên mặt đất một vòng nhanh chóng bỏ dậy đứng ngay cạnh tôi nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì rất nhánh cương thi chẳng dừng lại chút nào lập tức nhảy về phía trước sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi kế đó hai cánh tay nó cùng đánh tới chúng tôi biết cương thi sợ lửa liền đồng loạt đâm cả ba thanh củi về phía nó thầm nghĩ lần này mày chắc chắn không tránh được nữa ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt nó mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra sau một hồi giao chiến có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu chỉ còn một thanh củi vẫn cháy cương thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được lại nhân tiện đánh rơi luôn thanh củi trong tay tôi và thanh củi trong tay phải của tôn kim nguyên thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay trai tôn kim nguyên đánh ra bị trệ theo quán tính tôn kim nguyên bước lên trước một bước lớn vừa hay va và vào người cương thi lập tức bị cương thi dùng cánh tay kẹp lấy không thể động đậy được nữa thấy tôn kim nguyên đã rơi vào tay đối thủ tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu cứ thế đứng đờ ra buông tay chịu trói cương thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi những móng tay dài và nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn bởi lúc này cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc tôi cương thi càng lúc càng bóp chặt tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn mình đang từ từ bay ra ngoài thân thể. Đầu óc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này, Diêm Vương thực sự đã gọi tên mình. Chỉ biết mở to hai mắt nhìn thế giới mà mình sắp phải rời xa lần cuối. Trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Kẻ trộm mộ. Chương năm, Cụ sư quái dị. Đột nhiên, Cương Thi buông lỏng tay ra, thả cho tôi ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được hít thở trở lại thực sự quá tuyệt vời rồi sau đó chỉ nghe buộc một tiếng tôn kim nguyên cũng được thả xuống đất tôi ngước mắt lên nhìn cương thi thấy nó lúc này đứng im một chỗ không ngừng run rẩy tay và chân dần dần cong lại cuối cùng đứng không vững đổ gục xuống đất cứu tình tới rồi ư ừ, tôi hết nhìn trái rồi lại ngó phải hết nhìn trước rồi lại ngó sau nhưng ngoài chúng tôi ra ở đây rõ ràng không có ai khác thấy tôn kim nguyên đang gắng gượng bò dậy tôi cố nhịn cơn đau nơi cổ cất tiếng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy lẽ nào cương thi cũng cần phải thay pin ư tôn kim nguyên cười gượng nói gì mà thay pin chứ là cái này dứt lời cậu ta bèn đưa tay ra ngón cái và ngón trỏ đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê giống hệt con đã chui vào trong gáy vương tiên giao hồi nãy nhờ ánh lửa lờ mờ tôi nhìn thấy vương tiên giao đang ngồi co do một góc hai tay chống xuống đất chân thì không ngừng đá ra dường như muốn xua đuổi thứ gì đó lúc đầu tôi không quá để ý nhưng sau khi định thần nhìn kỹ thì lập tức cảm thấy ra đầu tê dại trong phạm vi hai ba mét trước mặt vương tiên giao có đầy những con cù sưu dài chừng hơn một ngón tay số lượng có lẽ phải lên đến hàng nghìn hàng vạn con tất cả đều đang tranh nhau bò về phía cô nàng vương tiên giao vừa kêu lên những tiếng chói tai vừa đưa chân đá không ngừng nhưng đám cù sưu này thực sự quá nhiều đá được con này thì con khác lại bò tới dù cô nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám cù sưu tiến tới thấy chúng tôi đi vào một bộ phận cù sư liền quay đầu lại tiến thẳng về phía chúng tôi nhưng một dòng nước lũ tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra sau khi dậm mạnh chân xuống đất một cái liền lao nhanh về phía vương tiên giao thanh củi trong tay liên tục đưa qua đưa lại ngay sát dưới chân nhanh chóng mở ra được một con đường máu có điều tôi vừa mới đi qua thì đám cù sư phía sau đã lập tức tràn tới bít kín đường về khi tôi tới được bên cạnh vương tiên giao thì đám cù sư đã vây chặt chúng tôi tới mức một giọt nước cũng không lọt qua được mà thanh gỗ trong tay tôi đã cháy gần hết Tôi kéo Vương Tiên Giao đang ngồi khóc không thành tiếng dưới đất dậy. Tiếp đó quay lại cầu cứu Tôn Kim Nguyên. Nào ngờ cậu ta đã rời khỏi nơi này. Đám củ sưu dường như nhận ra chúng tôi đã không còn sức phản kháng. Liền hò nhau xông lên tấn công dữ dội. Tôi không ngờ bọn chúng lại tụ vào một chỗ. trường trăm con một túc. Con này dùng đuôi của mình để kẹp lấy đầu của một con khác. Hình thành nên một quả cầu lan nhanh về phía chúng tôi. Không tiếc hy sinh tính mạng của lớp củ sưu ngoài cùng để khiến ngọn lửa trên thanh củi của tôi tắt hẳn. Cuối cùng. Tất cả những quả cầu nhỏ tập hợp lại thành ba quả cầu lớn cao hơn 1 mét. Sau đó chia làm ba đường lăn về phía chúng tôi. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, đám củ siêu sẽ bò khắp người chúng tôi. Hậu quả thực khó lòng lượng trước được. Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy Tôn Kim Nguyên cất tiếng hồ lớn từ phía bên ngoài. Các cậu cố cầm cự một lát chờ tớ. Sau đó liền ông theo chiếc chăn bông cũ nát kia xông vào. Từ bên trong lăn ra một đống cảnh cây khô và lá mục. Còn có mấy thanh củi chưa cháy hết. Mấy thanh củi gặp khí oxy liền cháy bùng lên. Sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chăn bông và cành lá khô. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng cả hang động. Đám cừu siêu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đầy đất. Sau đó bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau, đám cừu siêu đã hoàn toàn biến mất tại những nơi ánh lửa chiếu tới. Không thể tìm thấy dù chỉ là một con. Tôi vội vàng kéo vương tiên dao chạy một mạch ra tới gần cửa hang, lặng lặng đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng bình tĩnh lại tôn kim nguyên thì đang đốt đốt những cành lá cây còn sót lại trên chiếc giường kia vừa rồi vì quá nôn nóng nên không có cảm giác gì bây giờ bình tĩnh lại tôi mới cảm thấy cơn đau bỏng rác trên chân cởi tất ra nhìn thì thấy trên chân mình có mấy vết thương vẫn đang chảy máu cứ như là bị đinh đâm vào vậy tình trạng của vương tiên giao còn tệ hơn nhiều trên hai chân có tới hơn trăm vết thương tôn kim nguyên thì đỡ hơn một chút chỉ có mấy vết thương nhẹ ở cổ chân máu cũng đã đông lại có điều tất cả những vết thương của chúng tôi đều là vết thương ngoài da nên ngoài một chút đau đớn thì không gây ra ảnh hưởng gì cả, mọi người đều chẳng quá để tâm. Bây giờ chúng tôi thật sự không dám ngủ nữa, phải cố gắng khống chế ngọn lửa cho tốt, vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất lại vừa không được làm lửa tắt, như thế thì lũ củ sư vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài, chỉ cần cầm cự được đến ngày mai thôi là mọi việc sẽ ổn thỏa. Vết thương ở gáy và đầu vương tiên giao đều không còn đáng ngại, cô nàng còn có thể cười đùa trò chuyện với chúng tôi, vì thế, tôi cũng không quá lo lắng rốt cuộc trời cũng đã sáng cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã tạnh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vầng mặt trời ấm áp dọi ánh nắng xuống khắp núi rừng trong không khí ngập đầy một vẻ thanh tân dễ chịu vận may của chúng tôi có lẽ đã tới rồi chúng tôi đều không muốn ở lại trong cái hang này thêm giây phút nào nữa lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau ra ngoài tiếp tục tìm đường ra theo cách hôm qua đi được chừng nửa tiếng đồng hồ chúng tôi phát hiện tại chỗ rẽ trước mặt có một nơi thoai thoải, thoải. liền vô cùng mừng rỡ đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra, tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn, ngay cả vương tiên giao vốn sắp cạn sức cũng bước đi nhanh hơn, giữa chúng tôi còn vang lên mấy tiếng cười đã lâu rồi chưa xuất hiện. Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể vương tiên giao sụp xuống dưới, bàn tay tuột khỏi bàn tay của hai chúng tôi, chúng tôi cứ ngỡ cô nàng đi vội quá nên bị ngã, nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại phát hiện giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang trông như cái giếng, vương tiên giao thì lại một lần nữa biến mất chẳng còn tam tích.